sống ở biển chu ra mà. Như vậy nghĩa là sao chú? Có nghĩa là nếu trong sách nói là loài khủng long này sống ở kỷ chu ra thì thời điểm hiện giờ nó thuộc về kỷ chu ra. Thời điểm này sớm hơn kỷ vân trắng mà chúng ta muốn đến tới 100 triệu năm. Sớm hơn 100 triệu năm á? Nhưng mà sao có